hướng dẫn bật tất cả nguồn tiền để thanh toán dịch vụ liên kết và hóa đơn định kỳ. Đầu tiên, mở Momo, chọn nút tôi. Tiếp theo, chọn cài đặt thanh toán. Chọn tiếp thứ tự thanh toán. Bật nút kích hoạt tính năng. Chọn tôi đồng ý. Ấn giữ và di chuyển tài khoản thẻ để sắp xếp thứ tự ưu tiên. Chọn lưu cài đặt. Vậy là bạn đã thiết lập thành công.